trước đám cưới thế kỷ, gia tộc giàu nhất châu Á bảo chi cho 50 cặp đôi nghèo. Ngày 2 tháng 7 vừa qua, gia đình tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani đã tổ chức đám cưới tập thể cho khoảng 50 cặp vợ chồng xuất thân nghèo khó đến từ thị trấn Banga, bang Maharashtra. Không chỉ tài trợ toàn bộ chi phí tiệc cưới, gia đình này còn tặng trang sức cho từng cặp đôi, gồm vòng cổ Mangal Sutra, nhẫn cưới và khuyên mũi đều bằng vàng, cùng các loại trang sức đeo chân bằng bạc. Tại đám cưới, mỗi cô dâu được tặng thêm ngân phiếu trị giá 101.000 ruby, khoảng 30 triệu Việt Nam đồng, để làm của hồi môn. Ngoài ra, tất cả nhu yếu phẩm cho các cặp đôi trong suốt một năm, cùng bộ vật dụng gia đình như bát đĩa, bếp ga, quạt, chăn gối đệm cũng sẽ được gia đình tỷ phú này tài trợ. Nghe hơi khó tin, nhưng đây hoàn toàn là sự thật. Được biết, đây là một trong những hoạt động thiện nguyện truyền thống của nhà Ambani trước những dịp đại sự của gia đình. Mà sự kiện trọng đại được nhắc đến lần này chính là lễ cưới của con trai út nhà Ambani với con gái ông trùm ngành dược và thép Ấn Độ. Sự kiện này được ví như đám cưới thế kỷ và được mong chờ nhất tại Ấn Độ hiện tại. Nếu như bạn chưa biết thì gia tộc nhà Mukesh Ambani là gia tộc giàu có nhất châu Á, xếp thứ 11 thế giới với khối tài sản lên đến 118 tỷ đô la Mỹ. Năm 2018, gia tộc này gây bão cõi mạng khi tổ chức đám cưới trị giá 100 triệu đô la Mỹ cho con gái Isa Ambani kéo dài suốt nhiều ngày ở 3 địa điểm: Italy, Mumbai và Rajasthan với dàn khách mời khủng và mời ca sĩ nổi tiếng thế giới Beyoncé đến biểu diễn.